Cuộc sống bận rộn thì khiến nhiều người thường lựa chọn mì tôm là món ăn thường xuyên trong thực đơn dinh dưỡng hàng ngày. Trong khi đó, thành phần chủ yếu của mì là carbohydrate, mà cơ thể con người muốn khỏe mạnh thì cần phải có 6 chất. Đó là protein, mỡ, carbohydrate, khoáng chất, vitamin và nước. Nếu thiếu hụt chỉ một trong 6 dưỡng chất trên, cơ thể sẽ rất mệt mỏi, tình trạng kéo dài thì dễ sinh bệnh. Và sẽ ra sao khi mà chúng ta sử dụng mì ăn liền liên tục trong suốt nhiều ngày? Hãy cùng Taka tìm hiểu. Sẽ ra sao nếu 15 ngày liên tiếp sử dụng mì ăn liền? Mì tôm được đánh giá là thực phẩm nghèo dinh dưỡng bởi thành phần chủ yếu là tinh bột, bột ngọt, chất béo bão hòa, calo, nhưng mà lại cực kỳ ít các khoáng chất và vitamin bổ sung cho cơ thể của bạn. Việc ăn mì nhiều, thường xuyên sẽ khiến cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng, kể cả là những gói mì cao cấp nhất. Việc ăn thường xuyên có thể gây ra một số bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Cái điều đầu tiên và dễ xảy ra nhất, nếu bạn ăn mì tôm 15 ngày liên tục thì khả năng cao là sẽ bị trĩ. Có một câu nói là thập nhân kiểu trĩ, 10 người thì 9 người bị trĩ. Nếu mà bị cả nội và ngoại thì nó còn có cả trĩ hỗn hợp, do bị cả những sưng phù bên trong và bên ngoài. Sưng nóng, thốn, khó chịu, đi lại khó khăn, chảy máu, vân vân mây mây mây. Mà mì tôm thì vô cùng là cay nóng, khó tiêu, và nó cũng tuyệt vời cho cái sưng phù kia được kích thích hơn. Vậy cho nên, nếu bạn nào ý định lười ăn mì tôm trong vòng 15 ngày hoặc lâu hơn nữa thì hãy bỏ ngay ý định đó đi nhá. 15 ngày sau, nếu mà chỉ trốn trong nhà và ăn mì tôm, chưa cần biết là bạn có an toàn với Covid-19 hay không. Chỉ có điều chắc chắn, nếu mà ăn uống kiểu kia thì đau dạ dày và trĩ sẽ kéo đến. Điều đó chắc chắn hơn rất là nhiều. Vậy thì còn có những khả năng nào nếu 15 ngày ăn mì tôm liên tục? Hãy cùng tất cả đón xem tiếp. Làm tăng quá trình lão hóa. Chất mỡ trong mì tôm thông thường đều thêm chất chống oxy hóa, nhưng mà nó chỉ làm chậm tốc độ oxy hóa, kéo dài thêm thời gian biến môi của mì tôm. Nếu mà cứ dung nạp chất này quá nhiều trong thời gian dài, chất chống oxy hóa sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ nội tiết và thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa của bạn. Gây béo phì. Nhiều người thường có thói quen ăn mì tôm vào buổi sáng hoặc ăn lót dạ. Thế nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều vì khiến cơ thể nạp thêm quá nhiều carbohydrate và chất béo. Điều này làm hàm lượng chất béo, calo tăng cao. Chúng dễ dàng khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ gây béo phì và gia tăng nguy cơ mắc bệnh liên quan tới béo phì như là tim mạch, tiểu đường, cholesterol tăng cao. Với các biểu hiện ban đầu rõ rệt nhất như là chóng mặt, mệt mỏi, tim đập nhanh. Tác nhân gây ung thư. Ăn nhiều mì tôm thì không chỉ khiến cơ thể bị thiếu hụt chất dinh dưỡng không đâu, mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư nữa. Để bảo quản mì được lâu hơn và tăng hương vị, mì tôm thường chứa phụ gia như phosphate, chất bảo quản, và được chiên lên bằng nhiệt độ cao, làm thành phần chính của mì là tinh bột, sinh ra chất acrylamide, dễ gây ung thư. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa và dạ dày. Trong mì tôm có chứa nhiều hương liệu và chất phụ gia. Nếu bạn ăn thường xuyên trong 15 ngày, sẽ không những khiến vị giác bị giảm sút, mà còn có thể tạo áp lực cho dạ dày trong việc tiêu hóa chung. Điều này lâu dần có thể gây rối loạn chức năng dạ dày, làm xuất hiện các triệu chứng như đầy hơi, đau dạ dày. Bị sỏi thận nữa cơ. Hàm lượng muối ở trong mì tôm là rất cao. Vì thế ăn nhiều mì như vậy, vô tình làm hại thận, thậm chí dùng nhiều có thể gây sỏi thận. Ngoài ra bất kể loại mì nào cũng chứa đầy phosphate, một loại chất giúp cải thiện mùi vị. Chúng giúp bạn ăn ngon miệng, nhưng chất này lại khiến bạn dễ bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi nếu mà dùng nhiều. Bệnh tiểu đường tim mạch. Thường xuyên ăn mì tôm trong 15 ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân nằm ở thành phần chất béo có trong hầu hết các loại mì ăn liền. Loại chất béo này là trans fat và chất béo bão hòa. Chúng vô cùng có hại sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay là những người có tiền sử bệnh tim mạch. Chỉ nên ăn mì tôm 1-2 lần một tuần mà thôi. Theo chuyên gia dinh dưỡng, để đảm bảo hợp lý cho nhu cầu dinh dưỡng cũng như an toàn cho sức khỏe, mọi người chỉ nên sử dụng sản phẩm đóng gói này 1-2 lần một tuần là tối đa rồi.
Ngoài ra để hạn chế những tác hại khi ăn mì tôm, khi nấu thì cần lưu ý nấu với nước sôi một lần rồi đổ nước đó đi. Sau đó nấu gói mì với nước sôi lần thứ hai rồi mới ăn. Cách làm này giúp giảm bớt những chất bảo quản còn tồn trong sợi mì. Mặc dù là những cái chất này thì hoàn toàn an toàn và đã được cấp phép sử dụng. Nếu có thể thì nên nấu mì cùng với rau xanh, ít thịt để bổ sung thêm dinh dưỡng nữa. Cũng nên vứt bỏ gói gia vị vì trong đó tích nhiều dầu mỡ, nếu ăn vào dễ gây béo, tim mạch. Cách sử dụng mì tôm hại thân, ai cũng mắc phải. Không thể phủ nhận rằng mì tôm cho bữa sáng rất là tiện lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian. Tuy nhiên như vậy đã không hề tốt sức khỏe chút nào. Bởi vì sao? Như đã nói ở trên, thực sự là một gói mì không thể nào cung cấp đủ năng lượng cần thiết. Nếu như năng lượng không đủ thì bạn không thể nào tập trung và luôn cảm giác mệt mỏi, dẫn đến hiệu suất công việc không tốt, hiệu quả kém. Nên bạn nhớ cho thêm thịt, trứng, rau củ giá đỗ để cung cấp năng lượng cho buổi sáng năng động hơn. Và trước khi đóng gói đến tay người tiêu dùng, sợi mì tôm đã được chiên qua dầu nên đã chín, cũng có thể ăn sống được. Bởi giòn giòn thơm thơm nên cũng là món khoái khẩu của nhiều người. Cũng chính vì lý do được chiên qua dầu như vậy nên nó chứa rất nhiều chất béo khó thể tiêu hóa được. Mì tôm thì được xem là loại thực phẩm nghèo giá trị dinh dưỡng. Việc nấu chín mì tôm cũng không làm mì tôm dễ tiêu hóa hay là tăng giá trị dinh dưỡng. Nhưng mà khi ăn sống thì tác hại lại còn tệ hơn nữa. Do đó tốt nhất khi ăn mì thì bạn nên nấu chín rồi hãy ăn để an toàn hơn. Có một điều có thể bạn chưa biết là sau 2 giờ thì mì tôm vẫn chưa thể tiêu hóa hết được. Nếu mà ăn trước khi ngủ thì năng lượng trong mì tôm không được tiêu hóa và sẽ tích tụ tạo thành mỡ, khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Bởi vì vậy mà không nên ăn mì đêm bạn nhé. Thay vào đó là trứng, sữa, rau củ chẳng hạn sẽ tốt cho sức khỏe hơn rất là nhiều. Cho dù là cuộc sống có bận rộn đến thế nào thì cũng hạn chế ăn mì tôm anh em nhé. Xong cũng nhớ tránh những kiểu ăn mì tôm đa ca đã kể ở trên để không bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và đến đây video cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe để không bỏ lỡ những điều thú vị tiếp theo.